gần như là chứng kiến từ 2 ngày qua, lượng trái cây được đổ ra đường ngày càng nhiều. Thậm chí có một số chủ hàng tính toán luôn cả việc đó là đổ hẳn luôn và sử dụng xe trống đi vào Hà Nội để vận chuyển hàng để bù lại cái chi 60.000 đồng quả như thế này. Nhưng mà bây giờ thì gần như là các thương lái nè, rồi các chủ hàng đã bị mất trắng rồi. Xe về đúng không? Nãy giờ là được tiếng mà nãy giờ 50 mấy tiếng rồi. Lên nữa. Mấy xe này là giờ chưa biết được đi cửa khẩu không, anh nằm chờ nè. Có những xe thì ở đây thì nằm chờ đó gần cả tháng rồi. Và mỗi chi phí để mà vận chuyển cái phần lạnh ở ngoài sao để bảo quản công sản đó thì mỗi một ngày tính tiền tài xế với lại tiền nhiên liệu dầu để mà làm lạnh công sản thì nó là 1 triệu đồng. Cho đến 500 triệu đồng. Và mặt hàng mà đắt tiền nhất đó chính là ở đây đó chính là sầu riêng với lại xoài. Cũng như ở lúc trước thì Bùi Hồ có chia sẻ về cái cuộc sống của các anh tài xế ở container thì đây là một cái hình ảnh mà cô bác anh chị phải nói là có gặp ở ngoài thực tế không ha? Nếu như mà mình nghĩ là không giới thiệu cô bác quý chị đây là quốc lộ 1A thì tưởng đâu đây là một nơi tập kết xe container. Hiếp quá. Mấy cô chú bán đồ ăn đi bán phục vụ cho tài xế. Còn là tài xế miền Trung mà. Đúng rồi. Các anh tài xế này các anh sinh hoạt ăn ngủ nghỉ ở tại ngay chỗ này luôn. Và các anh không thể nào mà bỏ cái chiếc xe container của mình đi chỗ khác luôn. Tại vì các anh phải chăm cái nhiệt độ lạnh cũng như thùng hàng ở ngoài sao. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Lạng Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Và sau lưng đây là một cái nơi bán nông sản tự phát với cô bác quý anh chị. Lý do đây là khi mà cửa khẩu của Việt Trung, Việt Nam và Trung Quốc đóng cửa thì và các nông sản ở đây đang bị ùn ứ. Cái cách mà giải quyết mình tiện lợi nhất đó là các xe container phải đậu vô thành hàng như thế này để giải quyết bán cho từng bán lẻ cho từng người dân ở đây. Và một thùng hàng như thế mà các anh mới vừa xách qua đó cô bác quý chị là có giá là chỉ 100.000 đồng, có nghĩa là tương đương gần với 2.000 đồng 1 kg thôi. Và cái mỏ thùng thôi thì chúng ta đã tính hơn 30.000. Và xoài thì bằng xoài thì nó chỉ có khoảng 70.000. Và để hiểu rõ thêm điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ nha, cũng như là em không muốn. Ở đây là xoài này là xoài Đài Loan á. Xoài rất là nhiều. Góc bên này là thanh long ha. Và xoài hiện giờ thì nãy anh kia có chia sẻ là anh mua với giá là bao nhiêu một ký ta? Nói là 10.000 một ký thôi. 10.000 một ký. Chia sẻ với mọi người ở đây là không phải là vùng đất của trái cây mà trái cây ở miền Tây lên, việc mà anh ăn trái cây ở đây ngày thường rất là mắc. Nhưng mà hôm nay thì người dân ở đây đổ xô đi mua. Anh em lo mình đó luôn ha. Ồ, 90.000 đồng một thùng kìa. Giảm giá rồi. Bao nhiêu một ký hay không?
ký thôi. Con đi lên sao xoài gì hết cô ha? Xoài Đài Loan. Đài Loan. Cái to bự như đứa này chỉ có 10.000. Trước đây thì xoài ở đây cô mua thường bao nhiêu một ký? Hả? Mấy chục ngàn. Mấy chục ngàn. Bây giờ mình qua mít đi. Mít thì hiện giờ là đang ủng ứ ở cửa khẩu khá là nhiều. Nhưng mặt hàng mít này thì không có sử dụng được hay sao à? Anh nên lấy một cái quả mít cho mọi người xem nè. Quả này thì hình như là bị hư hết cái nửa phần rồi ha. Đúng rồi, nó đã mềm nhũn hết rồi. 90.000 một bao. Một quả hả chị? Không ai, không ai. À, chị này khách chứ không phải là khách chủ. Nhưng mà những cái trái mít như thế nó mềm á, nên mình bỏ là mình cầm cái quả mít lên á thì nó mềm nhũn quá. Quả mít này. Rồi, sao bác này nè, của cháu đấy. Ôi trời. À, cái mít mít ngon quá anh. Mít ngon đét cái này. Mít này mua bao nhiêu vậy? 30.000. 30 hả? 50.000 hai quả. Hai quả hả? Ờ. Mấy cái trái này bao nhiêu ký rồi bà? Không biết được. Mình mua đang biết được. Bên kia kìa, mọi người đang lựa. Mít này là chủ quán bao nhiêu một cân anh? Bao nhiêu một cân? Bao nhiêu tiền? 50.000. 50.000 đồng một hai quả, hai quả chứ không có tính ký nữa. À, lựa những cái quả nào mà ngon nhất ha. Những trái mít này mà để khoảng chừng 2-3 ngày nữa thôi thì ăn không được nữa. Cách tốt nhất là chia cho mọi người cùng ăn. Đây mua mão luôn mọi người, cứ 50.000 hai quả. 30.000. 30.000 hả? Vậy 15.000 một trái á. Một trái như thế này khoảng từng 5 ký thôi. Và hiện nay mà những cái trái mà nó úng quá thì người dân người ta lại tân trang lại. Có nghĩa là người ta sẽ gọt ra, bỏ cái phần sơ hư và người ta sẽ bán. À, hôm nay là ngày thứ hai mà mấy anh em mình có mặt ở khu vực cửa khẩu Lạng Sơn và gần như là chứng kiến từ 2 ngày qua lượng trái cây được đổ ra đường ngày càng nhiều. Thậm chí có một số chủ hàng tính toán luôn cả việc đó là đổ hẳn luôn và sử dụng xe trống đi vào Hà Nội để vận chuyển hàng để bù lại cái chi phí vận chuyển từ Tiền Giang, Long An ra ngoài Bắc. Và thậm chí còn tính luôn cả việc là đổ thanh long ra ngoài đường để lấy lại những cái vỏ thùng, tại vì giá trị vỏ thùng lên đến gần 50 triệu đồng mỗi xe container. Bây giờ để hiểu thêm về thanh long nó vẫn còn tươi hay không thì anh em mình sẽ mua thử một vài trái nha. Rồi sẽ ra hình như là người ta không bán trái, người ta bán nguyên thùng á, mà mình ăn hết. Tính mua bán thùng chứ không có bán lẻ ha. Không. À mỗi thùng như thế này là 90.000. Wow. Rất là rẻ, rẻ lắm các bạn ạ. 90 hồi sáng giờ mà đi là còn 100.000 bây giờ đó. Anh ơi, chụp ảnh cô này cái, cô này bảo muốn lên truyền hình một lần. Hôm bữa là một hồi sáng là mình thấy là 100 đúng không anh Hồ? Đúng rồi. Bây giờ rớt còn 90 à. Hôm nay là thùng to nha. 20 cân. 25 cân. 20. 20 cân. Anh lấy một quả cho mọi người xem. Đây đây. Rồi. Thế là còn cuốn còn xanh luôn á. Anh bẻ một cái cuốn rồi. Bẻ vào được không? Đó. Chờ để anh tháo tay quá lạnh đó. Chú bác anh chị. Dạ. Hai anh em dự định là sẽ mua ít thôi để hai anh em cho mọi người thấy một nguyên một thùng như thế thì không thể nào giữ hết được. Anh không hết, bỏ phí. Mít ở đây thì bị hư hại hết rồi ha. Thậm chí xoài anh coi xoài vậy. Ở đây là xoài tốt. Còn xoài ở trong đây là xoài đã bị hư. Thật ra thì cái phần ở trong nó bị hư. Thế bây giờ mình xoài này mình mua từng ký rồi ta bán nè. Ha. À, ai bắt xoài vậy cô ơi? Mình lấy 2 ký ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái tay trái như thế này trước thì sau đó mình sẽ lấy trái này ha. Xoài như thế này bao nhiêu một ký anh con? 5.000. 5.000 một cân.
Con cô chân cho con một chân này thôi. Tám lạng. Có nghĩa là trái xoài này chưa đến 1 ký, có nghĩa là chỉ khoảng 4.000 đồng thôi. Cô có giao không cô? Mình lấy xoài này với xoài kia đi. Mình sẽ thử nha. Trái xoài cho được 4.000 đồng mọi người. Xoài này là xoài Đài Loan. Mình đã từng đến một số nhà vườn ở Đồng Tháp rồi. Ở đó thì mỗi cái bao mà để bọc xoài á, giá trị là 2.200 đồng. Ừ. Anh nhớ cái bao xoài không? Anh nhớ rồi. Ừ. Anh Hồ ăn thử cho mọi người coi rồi, thử. Bây giờ cái phần này nó bị hư vô đây rồi nè. Mình phải bỏ đi cái phần này. Xoài nhìn khá là hấp dẫn mọi người. Đây mà làm nước ép là khá ngon. Anh Hồ dùng, anh Hồ. Em thấy cái miếng xoài này sao? Miếng xoài nhìn đã ha. Xoài này là xoài Đài Loan. Rất là ngọt. Ngọt mà lại rất là thơm á không? Cái trái xoài như thế này mình mua ngay tại bên quốc lộ rất gần với cửa khẩu với giá là chỉ là 4.000 đồng thôi nha mọi người. Và đây là xoài xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu như quả xoài này mà được đưa sang Trung Quốc á, thì giá trị nó sẽ lên gấp 10 lần, từ 40 cho đến 60.000 đồng một quả như thế này. Nhưng mà bây giờ thì gần như là các thương lái nè, rồi các chủ hàng đã bị mất trắng rồi. Thì chỉ có trong vòng một tuần nữa thôi, theo cái hiệu ứng được gọi là domino, thì chính những cái người nông dân sẽ không biết được đầu ra như thế nào. Nông sản của Việt Nam mình thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc xuất khẩu. Cực kỳ ngọt luôn. Mà chỉ hư cái bằng nhỏ này thôi. Chỉ cần những cái quả xoài này chỉ cần kéo dài thêm khoảng 2 ngày nữa thì chắc chắn sẽ đổ bỏ. Tại vì xoài này sẽ hư từ trong ruột hư ra. Khá là ngon. Hôm nay thì ngày thứ hai, mấy anh em cũng cảm nhận được cái sự khó khăn của các xe container và đặc biệt là hàng hóa bây giờ đang đổ ngược lại về là Hà Nội, các tỉnh phía Bắc. Tại vì không thể nào đi vào các tỉnh phía Nam được, tại vì chi phí vận chuyển khá là cao. Bây giờ thì cho mọi người xem thêm cái hình ảnh ở đây nha. Đó, cái không khí mua bán ở đây khá là sôi động anh Hồ. Đây là một cái chợ tự phát đúng không? Chỉ thành lập chắc khoảng 2-3 ngày nay thôi. Người dân thì hay nông sản xuất khẩu đi không được nên đa số mọi người đều mua để về để cho cả nhà cùng làm quà. Mười nghìn, năm mươi nghìn, rồi năm nghìn rồi những cái giá khá là rẻ ha. Thậm chí là sầu riêng bây giờ lộng xin lỗi là thanh long bây giờ rất còn có 90.000 một thùng, mà thùng 20 cân luôn á. Đây bên này anh cho mọi người xem là ngon lắm. Em lấy một quả nữa đi Phong, quả một loại khác đi. Rồi em gọt cho mọi người xem như thế này. Cái họ quả xanh đó. Em thì không có kinh nghiệm mà gọt xoài, anh gọt đi ha. Lấy em lựa giùm em đi. Đây. Xoài này là xoài gì cô? Xoài đây luôn, cân giùm con ơi. Cân giùm con, cái này cũng mua luôn. Con cân giùm con. 10.000 là quả này tính khoảng 9.000 á. Đâu có 5.000 à.
anh bổ ra ăn tiếp đi. Nhiều quả đẹp, quả nó chín thôi chứ không phải là nó phốt cái này. Thật ra thì ở miền Tây thì vẫn không có quả xoài nào to như thế này, da đẹp như thế này và bóng như thế này. Mà giá thì chỉ có 4.000 đồng một quả thôi. Xoài này thì mẻ nó bị còn non lắm. Lộ xe 294-25015 có di chuyển được không? Thì giờ là trước này là bị ung ứ quá, khá là nghiêm trọng. Xoài này bị chua không ạ? À? Xoài này thì phải một thời gian nữa nó mới chín được. Thử thức thử anh Hồ. Hả? Cái vị xoài nó không chua lắm, chua chua ngọt ngọt nhưng mà vị ngọt nó nhiều hơn. Và xoài này còn vẫn còn rất là tươi. Những hình ảnh này thiệt ra thì ghi hình chia sẻ cho mọi người hiểu hơn cái nỗi khổ của tình hình nông sản của Việt Nam, và đặc biệt là người nông dân ở miền Tây, người chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Và đây là những cái hình ảnh mà đối với mình thì cảm nhận một vài phần thôi, nhưng mà đối với anh Bùi Hồ là cảm giác là xót xa hơn, tại vì bà con cô bác dòng họ của anh Hồ là những người nông dân chính hiệu, sống bằng những cái thu hoạch bằng những cái loại quả trái cây như thế này. Theo như Phong chia sẻ đó, đó là một cái hiệu ứng domino, một cái hiệu ứng dây chuyền, có nghĩa là từ thương lái rồi đến nhà những người thu mua, rồi thương lái rồi bên kia nữa chuyển sang đó, nó kéo theo một dây chuyền, và người cuối cùng bị ảnh hưởng đó chính là nông dân. Nông dân là người trông chờ vào những cái quả xoài, những cái thành tựu như thế này. Và trước đây anh em mình cũng đã gặp những người mà là canh tác xoài đó. Và tiếp theo thì Phong cùng miếng này đi nha. Dạ anh cầm máy ra. Ở cái vị trí này á, mọi người thấy là xung quanh sau lưng của Phong á là không khí mọi người đang lựa mua những quả mít với giá đó là 30.000 đồng hai quả, tương đương là 15.000 đồng một quả. Trọng lượng một quả mít như vậy là 6 cho đến 8 kg, chúng tính ra trung bình là mỗi ký mít chưa được hơn 1.000 mấy đồng thôi. Còn bây giờ này mình đang thưởng thức cái trái xoài này, giá 4.000 đồng. Xoài này còn khoảng một ngày nữa sẽ ngọt. Bây giờ con chưa có chín lắm, nhưng mà nếu mà mang sang Trung Quốc thì nó hợp lý, tại vì đến tay người tiêu dùng của Trung Quốc thì mất phải một tuần nữa. Nhưng mà cơm thì nó nhiều ha. Xoài này ở Đồng Tháp này, quê hương của anh Bùi Hồ. Rồi để cho mọi người xem thêm anh Hồ. Mít này ở đây nhiêu con? Bao nhiêu tiền một cân? 10.000 một quả. 10.000 một quả? 10.000 một quả. Ồ. 10.000 một quả. Cô là mua của từ xe container bán lại hay sao? Quả này là 10.000. Để cái cô là giúp người mua của những xe container đó không? Thực ra thì các bác tài đổ hàng, các chủ hàng ở các xe container đổ xuống cái này, họ chỉ cần lấy được một chút đồng nào hay đồng đó. Chắc chắn là cái chuyện mà hàng bán ở đây sẽ không bằng cái cước vận tải từ miền Nam ra ngoài đây luôn. Bây giờ thì chắc có lẽ anh em mình ghi nhận một số hình ảnh cuối cùng rồi kết thúc đoạn clip này cho anh em mình tiếp tục cái hành trình nữa ha. Đúng rồi. Gấp bên kia đi anh Hồng. Ở đây thì 20 kg thanh long mà có giá chỉ 90.000 đồng, có nghĩa là 5.000 đồng một ký thôi. Mỗi một trái thanh long như thế thì chưa đến 2.000 đồng, không? Thì mình làm một cái bài toán nha, 20 kg là 90.000 đồng, thì việc một trái thanh long chưa đến một ký,
đúng không? Dạ. Khá rẻ ha. Ừ. Mà một trái thanh long chưa đến 2.000 á. Vừa rồi thì hai trái xoài vừa rồi á, mình mới thanh toán tiền. Ừ. Cô nói là 8.000 thì mình gửi cô 10.000. Cô còn thối lại 2.000 luôn á. Ờ. Cho nên là khá là rẻ. Để bán cái giá là 8.000 đồng hai quả xoài như vậy thì chắc chắn cô này sẽ lấy ở các cái xe khoảng tầm khoảng 4.000 đồng hai quả. Bà cứ yên tâm đi, tôi nói một là một, hai là hai, chỉ có chuẩn thôi. Ừ, có lấy không? Ở dưới nó còn đẹp hơn ý. Có người bắt ra cho ở bên kia. Đó, lấy 4 thùng cái gì? Nào. Bắt đi nào, mỗi người 2 thùng. Ủa, anh em nói thế đấy. Là cứ để đi nữa rồi. Chào cô bác quý anh chị ha. Rồi, xin chúc cô bác quý anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở lớp sau.